Kính chào quý hội thánh, kính chào mục sư Tổng Quản nhiệm, kính chào tất cả quý tôi tớ, con cái của Chúa, và đặc biệt xin kính chào tất cả những tín hữu và những thân hữu đương dự nhóm với chúng tôi ở trên mạng. Thưa quý hội thánh, như thầy truyền đạo Ca Ben vừa giới thiệu trong đầu buổi nhóm của chúng ta, thì hôm nay là ngày lễ ngũ tuần và cũng là ngày truyền giáo. Đối với hội thánh chúng ta thì ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng, bởi vì hội thánh của chúng ta tên gọi là hội thánh truyền giảng phúc âm, và tôn chỉ của hội thánh chúng ta trong cái vế thứ nhì tức là truyền giảng phúc âm và xây dựng hội thánh. Do đó, ngày lễ hôm nay là một ngày lễ đặc biệt quan trọng đối với hội thánh của chúng ta. Và chẳng những hội thánh của chúng ta không, nhưng mà lễ ngũ tuần là một trong những lễ quan trọng của người Do Thái nói chung, gồm có lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ liều tạm. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm lễ ngũ tuần. Và trong lễ ngũ tuần thì chắc chắn chúng ta đã học qua bên sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong ngày lễ đó là một lễ trọng đại, và điều quan trọng nhất nữa đó là ngày đó là ngày hội thánh đầu tiên được thành lập trên đất này. Và chúng ta trong kinh thánh của chúng ta làm nền đó là kinh thánh Công vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 47. Câu gốc của chúng ta là Công vụ đoạn 1 câu 8. Tôi xin đọc câu gốc. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Kính mời quý hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Lạy Chúa, sáng hôm nay chúng con kỷ niệm lễ ngũ tuần, kỷ niệm ngày hội thánh đầu tiên được thành lập, và ngài Đức Thánh Linh đã giáng trên chúng con để chúng con thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa đã giao. Xin Chúa giúp đỡ hội thánh của chúng con để chúng con được sự dạy dỗ của lời của ngài. Xin Chúa ban phước cho con được sự thông sáng của ngài để con có thể trình bày được sứ điệp quan trọng. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý hội thánh cùng ngồi. Như chúng ta đã nói đó, là lễ ngũ tuần là một lễ rất quan trọng cho đời sống tin kính, cho cơ đốc nhân của chúng ta. Và như vậy thì lễ ngũ tuần, như chúng ta thấy ở trong công vụ đây, tức là sau khi Chúa thăng thiên rồi, Đức Thánh Linh giáng lâm xuống, thì lễ ngũ tuần quan trọng, tức là lễ ngũ tuần trong cái ngày đó là ngày thành lập hội thánh đầu tiên, tức là sau khi Chúa sinh. Nhưng mà như vậy thì trong Cựu Ước á, có không? Dĩ nhiên chắc chắn là có. Và tại sao gọi là lễ ngũ tuần? Tại sao gọi là lễ ngũ tuần? Trong Cơ Đốc giáo đó, lễ ngũ tuần là kỷ niệm 50 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại. Vì sau khi mà Chúa Giêsu sống lại đó, thì sau đó 50 ngày sau thì bắt đầu có lễ ngũ tuần và Đức Thánh Linh giáng lâm. Giống như trong câu gốc chúng ta thấy đó, thì khi trước khi Chúa Giêsu thăng thiên, Chúa đã dặn chúng ta rằng các ngươi ở đó, dẫn sứ đồ các ngươi ở đó, khi Đức Thánh Linh giáng lâm trên các ngươi thì các ngươi đi ra khỏi thành và truyền giáo từ Jerusalem, Giu-đê, Samari cùng trái đất. Thì như vậy đó, thì trong lịch sử thì lễ ngày, trong lịch sử của Cơ Đốc giáo, lễ ngũ tuần coi như là ngày kỷ niệm đầu tiên thành lập hội thánh đầu tiên. Như vậy thì chữ lễ ngũ tuần, tại sao là ngũ tuần? Quý vị, chữ ngũ thì trong tiếng Hán Việt á, ngũ là năm rồi. Nhất nhì tam tứ ngũ lục thì ngũ là năm rồi. Chữ tuần ở đây là như thế nào? Năm tuần là bao nhiêu? 5 lần 7 là 35. Như vậy thì tại sao chúng ta nói rằng là đó là ngày 50? Ngày 50 sau khi Chúa sống lại. Thưa quý vị, ở trong từ Hán Việt đó, cái chữ tuần ở đây đó thì người ta không gọi là 7 ngày, nhưng mà người ta gọi là 10 ngày. Ví dụ như bây giờ tôi ở tuổi này đó, thì tôi nói là tôi là bắt tuần, thất tuần, tức là 70 tuổi, hoặc là kỷ niệm 60 tuổi thì người ta gọi là lục tuần. Mà cái số thập đó,
Ví dụ như bây giờ trong một tháng, người ta nói là trung tuần tháng 5. Ví dụ bữa nay gọi là hạ tuần tháng 5. Như vậy thì một tuần là 10. Do đó ngũ tuần tức là ngày thứ 50. Cho nên người Do Thái kỷ niệm lễ ngũ tuần là vui mừng tạ ơn Phước Chúa ban cho mùa màng sung túc. Rồi người Tin Chúa kỷ niệm lễ ngũ tuần để tạ ơn Chúa về Đức Thánh Linh giáng lâm vào hội thánh đầu tiên được thành lập. Như vậy thì trong Cựu Ước có lễ ngũ tuần, thành lập lễ ngũ tuần, có lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần có nguồn gốc từ Cựu Ước. Lễ ngũ tuần còn gọi là lễ các tuần lễ hay là lễ mùa gặt. Lễ này người Do Thái kỷ niệm là sau khi gặt hái xong xuôi rồi thì người ta tụ lại với nhau để người ta dâng lên của lễ mới, của những sản vật mới để người ta cảm tạ. Khi nãy trong cái lời cầu thai, ông mục sư Tổng Quản Nhiệm có nói đó là lễ ngũ tuần còn có nghĩa là lễ của các mùa gặt nữa. Và chúng ta bây giờ, cái lễ mùa gặt của chúng ta đó, bây giờ liên hệ ra chỗ này đó, cái mùa gặt như thế nào? Qua bên Tân Ước đó, Chúa Giê-xu có một bài ẩn dụ, đó là người gieo giống trên bốn loại đất. Nhưng mà còn có một ẩn dụ nữa, đó là hạt giống tự gieo, hạt giống tự mọc. Hạt giống được gieo và hạt giống tự mọc. Thì sẽ có hạt giống tự mọc, sẽ có một cái ngày để mà gặt hái. Thì chính cái ngày đó, cái hạt giống phúc âm được gieo rồi thì sẽ tự mọc. Cho nên ngày lễ ngũ tuần, ở trong suốt Ai Cập Tô Ký, đoạn 34 câu 22 và suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 23 câu 16 có nói về lễ các tuần lễ hay là lễ mùa gặt. Lễ ngũ tuần thì có tính cách gia đình để họ tỏ lòng tốt đối với người nghèo khổ và ngọt khó khăn. Trong cái ngày lễ mà dân của lễ sản vật mới trong thời Cựu Ước đó thì tất cả mọi người mồ côi quá bụa đều lại họp lại với nhau và người ta cùng mừng vui với nhau, người ta dâng lên cái vật mới và người ta an ủi những kẻ quá bụa nghèo khổ. Thì trong ngày lễ quan trọng đó thì lễ ngũ tuần có không có cái một cái biến động gì về lịch sử đối với cái lịch sử cũ của người Do Thái cả, trong khi lễ vượt qua thì có, lễ lưu tạm thì có cái điều đó nếu chúng ta đọc lịch sử, nhưng mà lễ ngũ tuần không có. Nhưng mà trong Kinh Thánh đó, nếu mà chúng ta để ý trong thời Cựu Ước đó, thì từ cái ngày thứ 50 sau khi dân sự bắt đầu rời ra khỏi xứ Ai Cập thì Môi-se được gặp Chúa ở, được nhận bản luật pháp ở tại núi Sinai, tức là ngày thứ 50. Đó có một cái dấu ấn cũng là ngày thứ 50. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là lễ ngũ tuần là một lễ quan trọng có từ thời Cựu Ước của dân Do Thái. Qua đến thời Tân Ước là một cái điều quan trọng và bây giờ chúng ta lại kỷ niệm cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta trân trọng, giống như là thầy hướng dẫn khi nãy nói đó, là tái lễ ngũ tuần. Tức là chúng ta xin Đức Thánh Linh ban lại cho chúng ta. Đối với Cơ Đốc nhân thì lễ ngũ tuần có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Như chúng ta đã biết đó, là sau khi Chúa đã dặn các môn đồ ở tại thành Jerusalem, đợi đó, các ngươi đợi đó, được Đức Thánh Linh giáng xuống, thì khi Đức Linh giáng xuống thì các ngươi đi truyền giáo làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, cả xứ Samari và cùng trái đất tất nhã. Như vậy thì cái hiện tượng đầu tiên để làm như thế nào? Hiện tượng đầu tiên là Đức Chúa Trời ra một cái điều kiện là phải nhận được Đức Thánh Linh. Và trong ngày nhận Đức Thánh Linh đó, thì trong Ngôn Vụ đoạn 2 mà chúng ta làm này, từ câu 1 tới câu 4 đó, nói rõ là như thế này. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời như gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều đầy dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Việc mà đây là một cái điều mà chúng ta thấy là một điều lạ lùng. Khi mọi người đứng ngồi chờ đợi Đức Thánh Linh đó, thì khi Đức Thánh Linh ráng xuống đó, thì mọi người khởi sự nói. Chúng ta biết lễ ngũ tuần là một cái lễ lớn của người Do Thái. Do đó tất cả mọi người từ các nước khác, các nước lân cận, người ta đổ về quê hương, cũng giống như là cái Tết của Việt Nam của chúng ta đó. Cái Tết của Việt Nam của chúng ta là một cái Tết sum họp, cho nên mọi người ở các nước khác có điều kiện đều tụ tập trở về ra ăn Tết hết. Cho nên mọi người đều từ các nước chung quanh đó trở về đó. Và các môn đồ nhận được Thánh Linh thì như thế nào? Họ khởi sự nói bằng những thứ tiếng mà của những cái nước khác đó. Thì những người ở nước ngoài về, không phải là tại Do Thái, người ta rất là ngạc nhiên.
Người ta nói, ủa, không phải là những người đó là những người ở xứ Galilê đó sao? Những người đó thì đâu có phải là những người từng đi ra nước ngoài rồi gì đâu. Mà tại sao bây giờ người ta lại nói tất cả những thứ tiếng đó, mà nói những thứ tiếng đó là những thứ tiếng mà những người ở chỗ khác nghe được. Và trong Kinh Thánh kỹ thuật thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái quốc gia không phải là những cái người nghe được đó, là những người, những cái nước nhỏ. Ví dụ như ở đây có nè, Bạc Thê, Medi, Elamit, Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phigiri, Bamphili, Egypto, Libi và từ Roma nữa, tức là La Mã nữa. Tức là tất cả mọi người đều tới đó và có người nói cái tiếng đó cho họ nghe. Đó là gì? Đó là một cái điều mà Đức Thánh Linh đã giáng xuống để cho mọi người có thể nói được cái gì? Nói cái điều mà Chúa đã nói đó, cho đến cùng trái đất Jude, Samari, cho đến cùng trái đất. Và bây giờ tất cả mọi người đều tụ lại thì Đức Thánh Linh ban xuống cho họ nói cho tất cả mọi người khác biệt ngôn ngữ, bây giờ không còn vấn đề nữa. Họ nói ra cái điều đó cho mọi người nghe. Đó là một phép lạ của Chúa. Và Đức Thánh Linh đã xuống, đã giáng trên họ. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên họ thì ban cho họ một cái quyền năng. Và cái quyền năng đó không phải là họ có. Chúng ta từng học và chúng ta từng nghe giảng, chúng ta biết rằng Phi-e-rơ là một sứ đồ của Chúa, một ngư phủ. Và trong Kinh Thánh thậm chí cũng có những chỗ kỹ thuật rằng về khả năng của ông có hạn chế. Và đời sống thuộc linh cũng có hạn chế nữa. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh giáng trên ông rồi và Đức Thánh Linh sử dụng ông như một công cụ của Ngài, thì trong một bài giảng của ông, một bài giảng mà chúng ta đọc lại trong công vụ đó, trong bài giảng của ông nói về cuộc đời của Chúa, nói về sự chết của Chúa, nói về sự sống lại của Chúa, thì có bao nhiêu người tin Chúa? 3.000 người tin Chúa. Một cái điều mà chúng ta không thể nào không thấy được cái phép lạ trong này. Và cái điều đó là điều gì? Đó là quyền năng của Đức Thánh Linh đừng làm như vậy. Cho nên có một số người trong cái buổi lễ vừa qua đó thấy như vậy thì người ta ngạc nhiên quá. Người ta quá ư là ngạc nhiên. Cho nên người ta mới nói rằng là có thể là mấy ông tin Chúa Giê-xu đó, tin Đấng Christ đó, mấy ông này say rượu. Thì người mà chính cái người đứng ra giải thích đó là sứ đồ Phi-e-rơ. Phi-e-rơ giải thích rằng như thế nào? Bởi vì sứ đồ Phi-e-rơ đó là không thể nào là say rượu được. Bởi vì như thế nào? Người Do Thái á, cái giờ mà trong Kinh Thánh nói đó, đó là giờ thứ ba của ban ngày. Giờ thứ ba của ban ngày có nghĩa là nếu tính từ 6 giờ trở đi đó thì khoảng 9 giờ sáng. Mà người Do Thái thì 9 giờ sáng không thể nào mà người ta có thể uống rượu được hết. Người ta uống rượu về ban đêm, người ta giải trí vào ban đêm thôi, người ta không có cái này. Cho nên Phi-e-rơ xác định là họ không có say rượu. Bởi vì cái mà uống rượu đó là cái luật của người Do Thái. Mà cái luật cũ của người Do Thái đó thì giờ đó thì không được uống rượu. Cho nên Phi-e-rơ giải thích thêm cho công chúng Jerusalem nguồn gốc sâu xa của cái sự kiện này. Là tại sao mà họ nói được cái điều đó. Và cái điều đây là một cái điều kỳ lạ nữa. Chúng ta thấy là một cái này. Khi mà họ nói được cái điều đó đó, là đó là một sự ứng nghiệm mà các tiên tri đã nói từ trong thời cựu ước rồi. Tới ngày đó họ sẽ nói được cái điều đó. Và ông trích dẫn Kinh Thánh, ông nói như thế nào? Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày Sa-rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các mọi loài xác thịt, con trai, con gái, và các ngươi đều sẽ nói tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Như vậy thì cái hiện tượng này là một hiện tượng mà tiên tri Gioan đã nói trước. Và bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là trong ngày Chúa Đức Thánh Linh giáng lâm thì mọi người đều sử dụng tiếng của những người ở đó để người ta nghe. Ở đây Hội Thánh của chúng ta rất là nhiều lần, có thể là quý vị đã, ông Mục Sư Tổng Quản Nhiệm đã mời những tôi tớ của Chúa có linh năng, có linh quyền để giảng cho chúng ta nghe đó. Và mỗi lần giảng cho chúng ta nghe đó, thì chúng ta phải tìm một người thông dịch để chuyển tải được hết được cái sứ điệp của vị tôi tớ của Chúa để giảng cho chúng ta. Nhưng mà đây Đức Thánh Linh làm như thế nào? Đức Thánh Linh cho những người đó trực tiếp, mỗi người nói một thứ tiếng, mỗi người một nói thứ tiếng. Thì quý vị cứ tưởng tượng, tôi nghĩ như thế này. Nếu bây giờ trong Hội Thánh của chúng ta ngồi ở đây chưa quá 20 người đây, nhưng mà nếu chúng ta ngồi ở đây mà mỗi một người nói một thứ tiếng, để cho mọi người khác nghe, thì chúng ta thấy như thế nào?
nó sẽ ào ào, nó sẽ rào rào trở lên. Phải không quý vị? Nhưng mà sao? Cái người nghe đó lại là nghe được cái thứ tiếng ở đó. Đó là một cái sự kiện lạ mà chúng ta nghĩ là cái đó chỉ có Chúa làm. Cho nên khi đó Phi-e-rơ khẳng định trong cái bài giảng Phi-e-rơ khẳng định rằng là Chúa Giê-xu là sống lại. Ông và những người tin Chúa sẵn sàng làm chứng về cái điều đó. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu hứa ban Thánh Linh cho mọi người trong đời. Và cái điều đó là bây giờ Đức Thánh Linh đã giáng lâm đúng theo cái lời của Ngài. Và bây giờ mọi người đứng sống trong một cái thời đại và luôn luôn có Đức Thánh Linh. Trước đây, những môn đồ cùng đi, cùng ở, Chúa cùng dạy với nhau, Chúa dắt dìu trong đó, Chúa huấn luyện cho họ trong 3 năm. Mỗi lần mà khó khăn, mỗi lần mà tai nạn, mỗi lần mà hoạn nạn, họ đều kêu cầu Chúa. Nhưng bây giờ Thánh Linh ở đâu? Bây giờ Thánh Linh ở trong lòng của mỗi người của họ. Và ở trong lòng của chính chúng ta. Chúng ta nói cái gì, chúng ta nói như thế nào, thì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta ngay đó. Thánh Linh đậu trên lưỡi của chúng ta, Thánh Linh đậu trong trí suy nghĩ của chúng ta, Thánh Linh bẻ lái của chúng ta để chúng ta theo con đường của Ngài. Và cái điều đó chứng minh rõ ràng nhất cho chúng ta thấy đó là cái sự kiện là của Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ giảng đạo trong một cái buổi giảng đạo đó, mà tôi nghĩ rằng là cho tới bây giờ có nhiều cái cuộc giảng đạo lớn, nhưng mà cái sự kiện trong ngay từ ban đầu, để chúng ta cứ liên tưởng trở lại ngay từ ban đầu đó. Bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta đi lên một cái vùng mà cái vùng đó có thể là khó khăn trong cái vấn đề về giảng đạo. Mà chúng ta để tụ tập lại chúng ta giảng đạo có khó không? Rất là khó. Huống gì trong cái thời đó, quý vị cứ nghĩ như thế này đi. Thầy của Phi-e-rơ là một người vừa mới bị xử tử hình cách đó mấy chục ngày thôi. Mà bây giờ ông đứng lên, ông rao giảng về cái người đó và kêu gọi mọi người phải theo cái người vừa bị án tử hình đó. Điều đó khó, rất khó. Rất khó trong cái bối cảnh ngay lúc đó. Có quân La Mã ở đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh đã làm việc như thế nào? Qua lời nói của ông, ông nói, qua lời giảng của ông thì 3.000 người đã tin Chúa. Và 3.000 người tin Chúa đó là một cái điều sự kiện mà không phải là 3.000 người. 3.000 người khi mà kỹ thuật đó là mới kỹ thuật ở trong lần đầu tiên thôi. Sau đó là 5.000, sau đó là 10.000, sau đó là nhiều nữa và nhiều nữa để trở thành hội thánh cho tới bây giờ. Hội thánh của chúng ta đã tràn ngập ra khắp đất. Không có dân tộc nào chưa biết là biết tới danh của Chúa. Tất cả. Cho nên Phi-e-rơ nói rõ ràng cho họ biết rằng chính Đức Chúa Giê-xu, cái người mà các ngươi đã vừa tử hình đó là gì? Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem đến bên hữu của Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Ông nói một điều mà không thể chối cãi được, bởi vì những cái điều họ vừa mới nghe nói đó, họ vừa mới nghe nói cho những người sứ đồ, những người nhóm đó đừng nói tiếng lạ, nói tiếng khác đó, nói cho tiếng từng một người nghe đó, thì ông giảng tới Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu ban tới. Cho nên chính cái điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là trong ngày lễ ngũ tuần. Là bây giờ đối với chúng ta là một ngày lễ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì ngày lễ quan trọng là Đức Thánh Linh đến để hướng dẫn chúng ta, hướng dẫn hội thánh, và đồng thời như thế nào? Để truyền danh của Chúa ra khắp đất cho mọi người cũng giống như chúng ta. Cho nên sau khi mà Phi-e-rơ khẳng định rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ cho mọi người nghe, thì nhiều người mới hiểu rõ đó là sự thật. Trong khi đó thì có một số người vẫn cứng lòng, vẫn đương trông chờ, đợi Đấng Cứu Thế đến, đợi Đấng Messi đến. Họ không tin Chúa Giê-xu là Đấng Messi ngay thời điểm đó. Họ không tin. Họ nói là Đấng Chúa Giê-xu không phải là Đấng Messi. Cho nên khi mà Phi-e-rơ trình bày xong, họ hiểu sự thật rồi, thì họ cảm động. Và họ hỏi Phi-e-rơ đó, thì nếu như vậy, thì bây giờ chúng tôi phải làm gì? Để chúng tôi có được cứu.
Thì Phi-e-rơ trong Kinh Thánh có cái thuật cho chúng ta rõ trong công vụ đoạn 2 đó, là chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy lời giảng nữa mà dục lòng khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khá cứu mình ra khỏi dòng dõi gian tà này. Thì như vậy ở trong này có một cái điều kiện rất là đơn giản, thì dạng ăn năn, hối cải và tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa. Cái điều này để tin nhận Chúa để làm gì? Để nhận được Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh trước đây đó, người trong chúng ta học đó, là Đức Thánh Linh và dân Do Thái là một tuyển dân của Chúa. Như vậy thì trong ngày lễ này Đức Thánh Linh xuống với những người Do Thái là do tuyển dân của Chúa. Nhưng mà sau đó nếu chúng ta đọc thêm công vụ nữa đó, thì khi mà gia đình của Cột Nai thi thiên Chúa đó, thì Đức Thánh Linh giáng lâm trên gia đình của Cột Nai và những người ngoại đó cũng không khác gì của dân ngoại hết. Và cái mà Đức Thánh Linh đã cho mọi người nói bằng các thứ tiếng khác có nghĩa rằng tất cả mọi người đều là đối tượng cứu chuộc của Chúa, miễn ra ăn năn hối cải và tin nhận Chúa thì sẽ nhận được Đức Thánh Linh. Cho nên trong ngày hôm đó chúng ta thấy rằng là hội thánh được thành lập. Và hội thánh được thành lập trải qua biết bao nhiêu là những gian khổ, biết bao nhiêu là bách hại, biết bao nhiêu là khó khăn để cho đến ngày hôm nay được thành lập. Và ngày hôm nay đúng là cái tinh thần mà ngày hôm nay là ngày truyền giáo, để là ngày truyền giáo, thành lập hội thánh và truyền giáo. Và tôi ngày hôm nay thì hội thánh của chúng ta, như khi nãy ông mục sư Tông Quang Nhiệm nói đó, ngày hôm nay mục sư Nguyễn Thế Bảo đã đi mở hội thánh nhân cái ngày kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm và ngày mở hội thánh. Thì mục sư Nguyễn Thế Bảo hiện tại giờ này đương mở hội thánh mới tại Bình Dương. Đó là một cái điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng về cái điều đó. Cho nên trong ngày lễ ngũ tuần, chúng ta nhớ lại mạng lệnh của Chúa giao chúng ta là truyền giảng phúc âm và xây dựng hội thánh. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một cái điểm như thế này. Nếu bây giờ chúng ta trở ngược lại Tân Ước, Cựu Ước, thì chúng ta thấy rằng là khi con người kiêu ngạo tới cái độ rằng họ nói là bây giờ chúng ta phải xây một cái tháp cho tới trời, thay tháp Ba-bên, thì cái sự kiêu ngạo của họ dẫn tới một cái kết quả gì? Họ bị xáo trộn ngôn ngữ, họ bị tán lạc khắp đất. Tất cả mọi người tán lạc khắp đất, các dân tộc nhòm nhau tranh chiến với nhau, tranh đấu với nhau, chiến tranh với nhau, cạnh tranh với nhau, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà cho tới ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng lâm xuống một cái thì như thế nào? Tất cả ngôn ngữ nó lại tụ trở lại, mọi người nói với nhau ra, Chúa sử dụng cái ngôn ngữ mà Chúa đã làm cho tản lạc đi trong thời cựu ước. Thì bây giờ Chúa làm cho cái điều đó trở lại. Để làm gì? Để truyền rao danh Chúa. Và cái mục đích cuối cùng là để hãy ăn năn hối cải và trở lại với Chúa để hưởng được sự cứu rỗi. Để hưởng được sự cứu rỗi. Như vậy thì lễ ngũ tuần là một sự đánh dấu Đức Thánh Linh đã đến với chúng ta. Và Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi. Đức Thánh Linh đã ở trong lòng của chúng ta, có nghĩa rằng ba ngôi đã ở trong lòng của chúng ta. Và để trong lòng chúng ta để làm gì? Để thúc giục chúng ta làm một cái điều mà Chúa Giê-xu trước khi về trời đã nói với chúng ta: khi các ngươi nhận Đức Thánh Linh rồi thì các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta khắp cả thế gian này, khắp cả thế gian này. Và cho tới hiện tại bây giờ vẫn còn những nơi mà chúng ta tiếp tục, hội thánh của chúng ta có những mục vụ rất là cụ thể rõ ràng vấn đề truyền giáo. Hy vọng rằng trong lời Chúa dạy cho chúng ta sáng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh công việc truyền giáo của chúng ta. Còn nhiều dân tộc nữa, mặc dù rất là nhiều con cái tôi tới Chúa tích cực, nhưng mà mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một thời gian thì những con người tiếp tục sản sinh ra trên thế giới này. Tôi không biết thống kê mỗi một giây trên thế giới này thì sinh ra bao nhiêu người, và chúng ta đi truyền giáo như vậy thì có đủ cho những cái con người mới sinh nó ra hay chưa? Nguyện Chúa thúc giục chúng ta và cáo trách chúng ta nếu chúng ta
lơ là trong công việc của truyền giáo. Amen.